Xin chào các bác nhé, hôm nay là siêu thị điện máy của Ecomax để bàn giao cho nhà khách hàng một combo sản phẩm gồm có máy sấy và chiếc kệ máy giặt máy sấy. Ở khu vực chung cư hay là nhà dân có khu vực nhỏ gọn thì chúng ta mua có hai sản phẩm này để kê chồng lên nhau, nó vừa tiết kiệm diện tích cũng như là chúng ta sử dụng an toàn. Và đây chính là cái bộ sản phẩm của chúng ta, có một chiếc kệ máy sấy làm bằng inox 304. Kích thước của bên em làm thì vừa tròn cho tất cả các dòng máy giặt từ 11 cân trở xuống. Chúng ta có thể kê thêm cái chân ở dưới máy giặt như thế này, để khi mà kê cao lên thì bên em cũng có một cái khoảng trống để chúng ta để lên khi chúng ta kê. Còn nếu mà các không để chân thì nó sẽ hở một cái khoảng như thế này. Đây là cái kệ làm bằng inox mọi người nhé. Ở trên thị trường thì sẽ có những cái kệ người ta làm bằng sắt và sơn phủ inox, thì chúng ta dùng một thời gian nó sẽ han rỉ và hỏng bong chóc. Tuy nhiên thì kệ bên em là kệ bằng inox 100%. Kệ inox các bác dùng không có bị han rỉ qua thời gian và rất chỉ là bền. Ở phía dưới chân có những cái đệm mút này, 4 đệm mút để giúp cho chân nó chắc chắn trong quá trình vận hành. Phía trên mặt là sẽ có một cái tấm gỗ đây, có tấm gỗ để chúng ta để thêm một cái máy sấy ở phía trên. Đây là con máy sấy của Samsung, dòng heat pump 9 kg, và có một cái hộp nước ở đây các bác nhé. Dòng heat pump thì đi kèm một cái ô nước ở đây. Đây là các cái chế độ giặt vắt xả, là xin các bác chế độ sấy, sấy vào lúc nào thì sấy vào nút đấy các bác nhé, bấm nút nguồn và bấm nút play là ok. Rất nhiều chương trình. Thì đối với các cái bộ combo sản phẩm như thế này, chúng ta giặt xong ở phía dưới và chuyển lên phía trên để sấy, sấy luôn rất chi tiện lợi. Khu vực chung cư là em bán cực kỳ là nhiều, hoặc là các khu vực nhà dân như thế này, nhà dân như thế này có diện tích rất chi là nhỏ, không gian phần mặt tiền đây các bác có thể nhìn thấy đấy rất chi là bé, thì chúng ta kê chỉ được một sản phẩm, và chúng ta muốn nó kê hai sản phẩm như thế này thì phải mua thêm một cái kệ máy sấy như thế này để chúng ta trồng lên mọi người nhé. Các bác nào có nhu cầu mua sắm bộ sản phẩm máy sấy hoặc kệ máy sấy, máy giặt, có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị điện máy của Ecomax qua website ecomax.vn, hoặc đến trực tiếp tại sàn tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh để mua hàng. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip tiếp theo.